Thời điểm này thì chúng tôi nói nhiều về Jose Mourinho bởi vì sao? Bởi vì ông đã từng nói đây đang là những ngày đen tối nhất của ông. Và khi mà Jose Mourinho là một chủ đề đặc biệt thì chúng ta sẽ nói nhiều về ông này. Và quả thực là Jose Mourinho vào lúc này đối mặt với quá nhiều vấn đề. Khả năng có thể nói là kém cỏi ở trên sân của Jose Mourinho và Chelsea, và cùng với đó là một loạt những biến cố ở bên ngoài sân. Chúng ta hãy cùng thử sâu chuỗi lại xem là Jose Mourinho trước trận đấu gặp West Ham đã gặp những biến cố gì. Hành động Jose Mourinho xô cậu bé Otto Namacher là fan ruột của câu lạc bộ Chelsea đã được giới truyền thông Anh đưa tin, và việc này đã khiến cho người đặc biệt cảm thấy khá bực tức. Tôi không thích bị soi mói quá nhiều về đời sống riêng tư. Bạn sẽ không có những tít báo hay và hài hước về tôi. Nếu các phương tiện báo chí không tôn trọng tôi thì tôi cũng sẽ chẳng tôn trọng họ. Tôi không nói về bóng đá. Trong bóng đá tôi sẵn sàng chấp nhận những chỉ trích, thậm chí kể cả từ những kẻ ngu ngốc. Dường như áp lực ở trên sân cỏ khiến Jose Mourinho không còn giữ được sự bình tĩnh lạnh lùng như thường lệ. Ông chủ tịch của câu lạc bộ West Ham đã chụp bức hình như thế này trước trận đấu khi mà gặp Jose Mourinho, khi mà trước mặt của Jose Mourinho là những đứa trẻ và vẻ mặt của người đặc biệt thì như thế nào? Chúng ta hãy cùng thử theo dõi. Và đây là vẻ mặt của người đặc biệt Jose Mourinho khi nhìn những đứa trẻ của câu lạc bộ West Ham, và ông Danny Go, chủ tịch của câu lạc bộ West Ham đã đưa ra chú thích là ai còn muốn gặp câu lạc bộ Chelsea vào tuần tới nữa. Rõ ràng vẻ mặt của Jose Mourinho vào lúc này nói lên rất nhiều điều. Ông dường như là đang lo lắng, và có thể nói là cơn ác mộng của Jose Mourinho vẫn chưa dừng lại tại đó. Và chúng ta hãy cùng xem ngày đen tối của Jose Mourinho và The Blue như thế nào. Ngày đen tối của Jose Mourinho bắt đầu từ bàn thua của Mauro Zárate, nhưng tất cả mới chỉ là sự khởi đầu. Tưởng chừng như Chelsea có bàn gỡ, nhưng cú đánh đầu của Kusuma đã bị công nghệ goal line từ chối. Ở đây chúng ta có thể thấy sự nghiệt ngã cho Chelsea khi bóng dính vạch rất ít. Chelsea rơi vào thế khó hơn khi Nemanja Matic bị đuổi khỏi sân ở cuối hiệp 1. Ngày không thể tồi tệ hơn với Chelsea khi Jose Mourinho bị đuổi lên khán đài và đứng cùng với ban lãnh đạo của câu lạc bộ West Ham. Dù sau đó có bàn gỡ hòa của Gareth Cahill, nhưng pha lập công của Andy Carroll ấn định chiến thắng 2-1 cho West Ham đã mang lại ngày không thể đen tối hơn cho người đặc biệt và The Blue. Sự cao trào của vở kịch mang tên Jose Mourinho vẫn chưa dừng lại ở đó. Sau trận đấu, người ta đã đọc được những thông báo mà dường như bản thông báo này được chính Jose Mourinho viết ra, một bản thông báo khác rất nhiều so với những tình tiết ở trên sân. Và chúng ta hãy cùng xem bản thông báo của Jose Mourinho có điều gì đặc biệt. Bản thông báo của Jose Mourinho đã đưa ra ý kiến như sau là The Blue ngày hôm nay đã bị đánh bại trong bối cảnh đau đớn tại sân vận động Upton Park trong một buổi chiều mà họ chỉ chơi với 10 người trên sân ở trong hiệp 2. Và sau khi West Ham vươn lên dẫn trước bởi bàn thắng của Mauro Zárate thì cú đánh đầu của Chuma đã lăn qua vạch. Ở đây thì chúng ta có thể thấy là bản thông báo ghi là cú đánh đầu của Kusuma đã lăn qua vạch, nhưng thực tế thì chúng ta có thể thấy trong đoạn băng trước đó hoàn toàn cú đánh đầu của Kusuma chưa lăn qua vạch, và đó là một thực tế mà Jose Mourinho không chấp nhận được, và người ta nghi rằng đây là một bản thông báo do chính Jose Mourinho viết ra. Ngoài ra, sự có thể nói là những vấn đề của Jose Mourinho vẫn chưa dừng lại ở đây, khi mà sau trận đấu ông còn không tham gia vào buổi họp báo, và trong trận đấu này chỉ có Gary Cahill là người duy nhất của câu lạc bộ Chelsea phỏng vấn sau trận mà thôi. Sau trận đấu, Jose Mourinho đã không tham gia vào buổi họp báo dù cho báo giới truyền thông đã đợi ông. Chỉ có Gary Cahill là cầu thủ duy nhất trả lời sau trận đấu này. Không khí phòng thay đồ lúc này thực sự rất nặng nề. Mọi thứ đã có thể tốt hơn nếu cú đánh đầu của Kusuma qua vạch. Nhưng công nghệ đã cho thấy bàn thắng không được công nhận. Ngoài ra còn tình huống của Cesc Fabregas nữa. Mọi chuyện vào lúc này rất tệ và chúng tôi sẽ phải cố gắng hơn. Rõ ràng đây là một ngày có quá nhiều vấn đề với Jose Mourinho và Chelsea. Ngay cả trên khán đài thì Jose Mourinho cũng không được yên thân khi mà ngày hôm qua là ngày mà có quá nhiều thứ mà người ta quan tâm. Khi mà đứng trên khán đài, Jose Mourinho đã phải đứng cùng với ban lãnh đạo của câu lạc bộ West Ham, và cùng với đó là những hình ảnh thú vị, rất thú vị. Chúng ta hãy cùng theo dõi. Sau khi Jose Mourinho bị đuổi lên trên khán đài và đứng sau ban lãnh đạo của câu lạc bộ West Ham, đã có một cổ động viên của đội bóng này chụp hình người đặc biệt trong trạng thái không lấy gì làm vui vẻ. Ngoài ra, trong trận đấu giữa câu lạc bộ Arsenal và Everton đã xuất hiện một cổ động viên cũng đặc biệt không kém. Cổ động viên nam này đã mặc đồ bơi xuất hiện trên khán đài, và anh là cổ động viên trung lập cổ vũ cho cả hai đội. Mục đích của cổ động viên này là gây dựng quỹ hỗ trợ cho những bệnh nhân bị ung thư.